Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming nè mọi người. Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mọi người. Và ngày hôm nay thì cũng đã qua ngày mới nè mọi người. Sau cái bắt bói đồ lửa trại 15 thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với tuần bói đồ tiếp theo. Tuần này Khải sẽ tiếp tục là lên cho mình là 30, tiếp tục vẫn là 32 lửa trại nè mọi người. Với 8 lửa là 240 xu. Thì bây giờ Khải sẽ mua rồi, Khải sẽ giao dịch cho xe. Và chúng ta sẽ tiếp tục bói đồ nè mọi người. Từ từ gom lại cái đầu tí nữa nó lộn là nó không bị gom được, là nó bị chặt vị trí rồi. Cái này là có thời hạn á, mình gom còn 8 cái. Rồi. Hay là mình chơi luôn 40 đống như này, 40 đống như này mà nằm mặt thả nha, nằm mặt thả như này. Hôm nay chơi 40 đống đi, không có 40 đống nha mà. 40 đống nha Nam ơi. Để em cùng chúng ta cùng về bờ nha. Hết một kiêu rồi đúng không? Rồi, lên thêm 24 nữa. Nó tối nay khôn máu nha. 40 đống lửa mà còn 40 cái mồi lửa như nè. Rồi, bây giờ Khải sẽ chia cho xe rồi Khải sẽ thả lần được đánh cho anh em xem. Ok chưa? Anh em đợi Khải chia nhé. Rồi ok, bây giờ Khải sẽ vào cái góc điện thoại và sẽ thả nó lên nè. 45 chọn 46 Khải sẽ thả như nào mà 46 Khải sẽ thả sẽ là chọn phút 51 chúng ta sẽ lượm đồ. 51 chúng ta sẽ đánh bớt. Rồi, 46 nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 46 là đến 51 nè mày. 51, phút 51. Phút 51. Phút 51 và 5 giây nè. 5 giây là ra bot nè. Rồi, ok. Được khai thác tiếp ạc nữa. Đánh liên tục luôn nè mày. Đánh liên tục luôn như nè. Tiếp tục vòng tiếp theo thì lấy năm độc. Cảm ơn đi câu. Đây thả luôn nè mà, đánh rẹt rẹt cho anh em xem luôn nè mà, kiểu hoa sinh phẩm đúng không? Ok luôn, một cái là 51. Cái này chúng ta đợi 251 giờ khả đợi lên đến 47 là 52. Lâu nay mới vô nha, anh em đang xem like đừng quên ủng hộ cho Khải, một like cho sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Tuần này Khải sẽ đánh 40 cái màu lửa nha anh em. Đánh 40 màu lửa tìm boss nha anh em. 40 màu lửa, lần Khải sẽ đánh 22. Lần cuối Khải sẽ đánh 1. Tuần này Khải sẽ đánh là phút 48. 48 sẽ lên thành 53. 48 5 phút sau là 53. Ok. Ở avatar. Ok. Avatar này mình muốn thả lửa nhiều cho nhiều ác thì avatar này mà, chứ còn anh em mà trong avatar là những người khác không thả được nữa, trong ngày mà trong ngày không thả được nữa nha. Rồi 48 phải thả là sẽ là 51 và 53, cách nhau 2 phút nữa mà. 48 thả là 53. Tuần kia là 51. Rồi sáng nay Khải chiến qua chính là Khải bắn cánh người bắn cho anh em xem nha. Cánh bánh của đồ anh em xem. Rồi ok. Rồi. Đây chính là 52. Ok xong nè. Chúng ta cho 700 nè. Rồi bây giờ một chút anh em chúng ta qua chính được hai cánh bánh cho anh em xem nha. Chung may mắn thì Khải đã cánh cho mình Thiên Sơn và Quốc Tửu này. Thiên Sơn và Quốc Tửu không giờ thiếu rồi em à. Đó thì có trên đầu Khải có sẵn Thiên Sơn này, Quốc Tửu này. Ok chưa. Giờ chúng ta sẽ cánh thêm bông tai. Đây nè mày, bông tai may mắn thì tăng thêm 10% nè trong vòng 20 phút. Rồi cái tóc tăng 20% nữa này. Đó, ghê chưa, là tăng được 30% may mắn. Có công dồn và còn toàn đó nữa. Ok. Rồi một tuần là phút 51 và một tuần là phút 53 nha mày. Điều là 5 giây nha. Hãy chơi từ 5 giây nè mày.
Rồi đánh hai tuần này tí nữa quốc tiếp tuần mới cho nè. Hai tuần mới nữa nha. Rồi vô. Còn 2 phút nữa từ từ nè. Trang thêm ít kinh nghiệm nữa. 2 phút nữa mình lo gì. 2 phút nữa mình lo gì. Vô vào tường cái nè. Rồi hơn kiếm tới kinh nghiệm nè mọi. Anh em đang theo dõi thì đừng quên ủng hộ video này hơn 100 like để có động lực đầu tư tiếp tục bói đồ cho anh em xem em ơi. Tuần này thì đã khai đầu tư khoảng 40 đống lửa thì khoảng tầm 100 nghìn anh em ơi. 100 nghìn Việt Nam đồng. Bói lửa cho anh em xem. Ok, cái canh đúng giờ thì việc đúng giờ mình ra thôi anh em ơi. Không có đứng đợi gì nó mất thời gian đâu. Đi theo này nhận kinh nghiệm nè. Đến đây nhận kinh nghiệm. Đó là bài quái còn hai nữa. Mình có con quái là quái tới là mình bụp thằng đây. Úp cấp rồi, úp cấp lên 92. Bữa hạng 14 mà tầm này, mấy anh em cày gớ thiệt. Vẫn rất hạng đâu mà. Hay dữ. Vẫn thu hạng nè. Quá dữ luôn. Cố gắng tìm siêu phẩm nè mà. Xấu lửa tập hết rồi hả đây. Là ok nè mày. Dạ, phút 51, đang 1 phút nữa nè mày. 1 phút nữa là qua 7 nè mày. Rồi, kén may mắn nè, ok. Bỏ vị trí, đi. 30 giờ này ra boss nè mày. Rồi, kén thêm may mắn rồi nè mày. Bông tài này đủ rồi nè mày. Đây, 16 đống lửa của mình này. Một con, một đống sẽ là phút 51, một đống sẽ là phút 53 nè mày. 20 giây nữa. Bữa giờ thì xếp đồ khá vẫn như cũ nha nè. Anh em xem thì tham khảo nha mày. Vẫn là xếp đồ phá hình thủy. Vũ khí kim, vũ khí thủy nón thủy và áo kim và chuyện kim. Ở tay mà họ. Nhộng bòi họ. Cả đang tìm nhộng bòi chón 30 nữa đặt móc 80 chón nè mà. Người ta đang có 10 chón đánh thống kim hơi đuối. Rồi, bắt ra đây. Một thủy nè. Đó, ngọc bòi mọc nè. Còn nữa không? Hai con boss này nè. Hai con boss. Bờ nè. Ui, đột dày một, ok. Dày thì tầm này chỉ mong là dày thủy. Đại thủy chống 40 cũng được. Đại thủy chống 40 cũng có tiền rồi. Nón này còn kiếm cái nón chống 40 cũng được. Ok. Ok anh em đi theo chanh làm thêm tour này nhé nè. Rớt cho chuyện cả phần mắt option á. Cho chuyện cả phần siêu này làm gì có. Đúng rồi. Hello anh em vô nha. Đợi tour mới tiếp theo nha. Tour mới sẽ là 53 năm giờ nha nè. 53 năm giờ khai sẽ quay lại. Giờ đi theo hướng kinh nghiệm anh. Đi theo bố hướng kinh nghiệm anh. Let's go my way. Nè, bãi ngon, đúng không? Em thấy không? Quái vô là bụp rồi. Phút 53 nè mày. 31 phút nữa. Nửa 1 phút nữa. 53 5 giây. Ba mươi giây nữa nè mày. Anh cái ống này nó quay lại đấy. Rồi, đây cho boss nè. Xong tối này cho boss đồ nè mày. 5 giờ nữa, cố lên. Ra boss gì đây? Ra boss đây, có động lực thả boss. Đó, đó. Này, 4 boss, 5 boss. Ôi da. Ngon, ngon, có động lực thả boss. Một phân đồ, ui, boss phân đồ chi vậy? Có đào nha, có đào nha. Có cả vũ khí nha. Ưng cái ruột dữ trời. Dì hợp lý nè mà. Ok. Đậm tiền em ơi. Khôi. Khôi cái áo. Xấu dòng à. Này rác nè. Ui, áo xấu dòng nữa nè. Ngon, tụi này có chân vọng nè mà. Nó cá ngọ vứt. Đúng, giày xấu dòng nữa. Ừ, có chứng vọng nữa mà.
Đâu, đã lưng vô ai vậy? Chỗ đã lưng ra. Còn hai cây của khí nè mày, hai cây của khí kim nè. Uầy, chón đâu? Ây, chà, không có chón nữa mà, chón 40 là mình nhức cái nách rồi. Ôi, hai cây của khí thủy. Được mỗi cái đao đẹp đẹp một tí nè mày. Ây, chà. Ok, cái đao này cho anh em đọc cầm quay quay chơi nè mày. Rồi, nói chung là thả tiếp tục tuần mới nè mày. Được cái đao cấp 10 nè mày. Nhưng mà đao cấp 10 này không có gì rồi. Nịt không nè mày. Tiếp tục tuần mới nè mày, đợi khai tí thả lửa nha. Thôi xong luôn. Bỏ butter rồi mà vẫn dính butter ta. Cay dữ. Đồ này, tụi này nó kết thúc rồi nam. Hết ạc rồi. Đậu xanh, bên này bỏ butter nè mà ta. Đâu, sai lầm, sai sát thiệt nè mày. Thôi làm tụi này nó kết thúc video nè mày. Để dành ngày mai nè mày. Tính ra là mới có 16 đống này, 24 đống rồi. Vãi đang định được 2 tống, 2 đống rồi luôn á. Là đang định 40 đống luôn á. Thôi anh em, thất bại này. Không bỏ butter, vãi chướng thì chứ. Quá cay thiệt. Trời ơi, mình đã nghĩ là mình cho nghe mi đứng góc rồi đang nói chuyện. Quên bỏ butter luôn. Vãi thiệt nè mày, ngáo thiệt chứ. Thôi lỡ rồi nè mày. Rồi tụi này mình làm cái nữa là hết mà. Kết thúc 24 đống rồi nè. Ngày mai làm lại nè mày. Ngày mai còn 16 đống kia thì cộng lại. Ngày mai làm lại 40 đống bù cho anh em nha. Đậu xanh thiệt sự. Phút này là phút 1 giờ 1 phút 5 giờ nè mày. Đâu. Không sao. Đồ ngon nằm trong đống cuối hả. Làm cái clip hài nha. Đúng rồi, làm cái clip hài cho anh em mới kinh thánh. Thiệt sự luôn nè mày. Cây thiệt sức. Thiệt sự luôn nè mày. Đúng cây luôn. Mình nghĩ là mình đang định là quyết định là 40 đống luôn nè. Tự nhiên mà mình đưa nghe mi ra mình đứng rồi nó nói chuyện với trí là hỏi may mắn xong ấy mình quên lú rồi mình bỏ bơ tơ luôn. Quá thiệt. Ok nè mày, vậy xác định 24 đống tuần này nha. Phút 1 phút 1 giờ 1 phút 5 giây chúng ta sẽ gặp lại ở vị trí đó bên kia nha nè. Ok thiệt. Hay thiệt luôn nè mày. Đó, chờ đợi một tí nè mày. Tuần này đầu server nè. Đầu server còn đốt lửa. Đồ ra kiếm đồ còn ít hơn còn mùa sâu đây. Tháng sâu thì chắc chắn sẽ ra cái event anh ra lệnh bài boss đó. Thì nếu ra lệnh bài boss thì không ai đốt lửa nữa. Lúc đó lệnh bài boss cũng tầm 60-70 xu á. Thì nó ra đồ nhiều hơn. Một con nó ra đến 5-7 món. Có khi nó ra 9-10 món. Thì tính ra nó lệnh bài boss nó auto 100% ra boss chắc chắn hơn. Còn cái này tốn 30 xu mà hên xui râm râm nữa mà 18 đống mà hên nó ra được đống 2 đống rồi. Có khi nó mít hoặc là có khi nó ra 5 đống 5 con boss cho lộn. Như tôi rồi đó là 5 boss nè. Nhưng mà đồ mà không yên thua. 5 con boss nhưng mà thu lại cũng 5-6 món hả. Trung bình một con là một món nè. Đó. Nôm na một con một món. Thì đỡ có tiền đó mình mua lại bài boss thì chăm cho dùng 100 xu 150 đi. Mình có thể ra 7-8 món. Thì tương đương là một con boss tầm 200 xu vẫn ok nè. Vẫn ok. Hello nè mày vô nha. Rồi, còn một phút nữa nè mày. Tại là phòng thủ ẩn 219 nè. 219. Thằng 9 này đường môn xài. Đường môn xài ẩn 1. Cái này đường môn xài ẩn 1. Ẩn 2 không ai xài. Hai bậc kim canh quá. Trong tầm này đồ bán ảo giá. Ảo ma Canada lắm nè mày. Thật sự luôn. Tổng giá trên mây, trên mơ. 540. Ồ, cái không khí 540 dữ dần. Rồi, chuẩn bị nè mày. Ngày mây thảo cái này thì mình hướng ăn góc bên đây nè mày. Bánh về bờ cái rồi, bữa giờ đốt bằng 4 kim rồi, con lên. Bù cái bù lỗ anh em. Một ấy, một phút nữa quên đi chứ, một phút nữa, lộn. Canh lộn, một phút nữa nè mày. Một phút nữa. Đi theo hướng kinh nghiệm. Đù, đạo con đang bình sắp 78 đang dữ rồi. Đù, cái này cái tóc này, ai chịu nói chồng. Nên kem, nên anh em. Cái tóc này uống ai chịu nói. Ôi, sao bỏ quá chỗ này vậy ba. Rồi, vị trí với boss em ơi. Vị trí boss gì đó. Cố gắng làm boss, có boss không?
tắm đón cố gắng đừng quá nào. Một con hổ, ôi hai con hổ. Còn nữa không? Ok, được hai con hổ rồi mày. Áo phục hồi 40, làm chậm 40, dùng thủ một lý. Cố lên. Áo hổ. Áo hổ, nón hổ, ôi trời ơi. Hai cái áo. Ui, hai con được 3 món nè mày. Rồi, ui. Đúng rồi, một bạn được 8 đống Ether thành đây, một bạn được 8 đống. Nhớ là rời butter nha, lúc nãy Khải trong butter đâm ra là thất thu rồi mà. Những ngày khác thả không được nữa, qua ngày sau mới thả được. Trời ơi, nó hổ. Ui trời ơi, cái đồ hổ auto một vòng. Ui. Rồi, ra đảo nè mày, ra đảo nè mày. Ra đảo 820 xu. 24 là 7.20 xu chứ, 7.20 xu ra đảo nè mày. Rồi, nói chung là clip này ra đảo nha mày. Bắt 16 rồi ra đảo rồi, ngày mai thầy vô lại 40 đống nha mày. 40 đống lửa nha. Ra đảo định thả 40 mình làm này ton nè mày. Ôi chịu ơi, em ơi, tụi này muốn thả nữa mà không có ạc nào thả nữa mà, không có ạc nào để thả luôn á, phải cấp 80 mới thả được. Cấp 80 mới thả được em ơi. Mấy con quay quái khải mới có 78, 79 là không thả được. Mà trong butter thì dính nó rồi, đâu có ạc nào thả được nữa đâu. Rồi ok anh em ơi, anh em theo dõi video này thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo anh em ơi. Nhớ nhấn vào chuông để theo dõi những buổi livestream cũng như là những buổi video mới nhất từ kênh của Khải nha. Nhớ nhấn chuông vào thông báo tất cả nha mọi người. Ừ, mai xung sắc tiếp tục nè mọi người.